Hello, xin chào các bạn ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video khóa học. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn code một cái giao diện form tổng hợp luôn. Có nghĩa là bao gồm những cái kiến thức mà chúng ta đã học như là input này, rồi checkbox này, rồi làm sao để dàn layout đối với những cái form mà hai cột như thế này để mình zoom lên cho các bạn thấy ha. Đây, đó làm sao để dàn layout cho những cái form hai cột như thế này. Đó, và bên này nó có một cái UI khác nữa là nó có một cái icon bên trong này thì làm sao để làm được việc này. Đó, thì mình sẽ kết hợp cái này với cái này lại làm một ha. Tức là mình sẽ kết hợp cái phần icon bên này đưa qua bên này và lấy luôn cái phần này. À, cái này cũng có rồi nhưng mà mình sẽ làm hai version, một cái version trên, một cái version dưới. Có nghĩa là mình sẽ tổng hợp lại đó. Đây nó sẽ có là input ha. Đây input password, mình sẽ thêm một cái text area dưới này nữa. Ở đây nó có một cái checkbox thì chúng ta có thể sử dụng sẽ cái tâm checkbox chúng ta đã học rồi. Đây là button thôi, không có gì cả. Rồi mình sẽ thể làm thêm một cái radio nữa ha. Tức là chúng ta sẽ làm tổng hợp. Tức là chúng ta sẽ làm ra một cái giao diện giống thế này. Và sau đó mình sẽ hướng dẫn thêm về cách làm responsive nữa. Thì cách làm responsive mình cũng đã hướng dẫn nhiều ở những video trước rồi. Thì trong video này chúng ta cũng áp dụng vào cho form thôi ha, không có gì đâu. Thì cái video này nó sẽ khá là dài nên mình sẽ chia ra thành nhiều phần ha. Như các bạn thấy outline mình sẽ chia ra thành nhiều phần. Thì đây là phần 1. Ok, bắt đầu thôi nào. Thì đây là phong chữ poppin ha. Phong chữ poppin mà trước giờ mình vẫn hay dùng thôi. Thì đây là một cái hình, thì cái hình này mình có lấy ra rồi. Mình để trong thư mục trong này rồi ha. Mình để là rocket rồi. Đây, đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ code ra cái giao diện như thế này. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn phân tích cơ bản ha. Thì đây là một cái design mình tải trên mạng về, nó có độ rộng là 1600. Rồi, ở đây nó sẽ có, bên trong nó có nội dung đúng không? Là cách khoảng là padding, tức là khoảng 100 pixel đó. Và nó có background là màu này. À, mình sẽ lấy color slab đi cho nó nhanh. Sẽ lấy màu này là FB FB FD. Thì nó mình ở đây mình sẽ dùng cho nó là body đi ha. Thì mình sẽ code cho cái body. Body background color, mình sẽ để là cái màu mình mới cut như thế này. Sau đó mình sẽ để padding là 10 rem, tức là 100 pixel đó. Giờ mà chúng ta đã đo được trong Photoshop á ha. Thì chúng ta lúc này chưa có gì cả. À, nó hiện là một trang trắng như thế này. Rồi, việc tiếp theo chúng ta cần làm là phân tích tiếp, là trang size up đúng không? Thì mình sẽ đặt class là size up và mình sẽ code cho nó như sau. Đặt là size up. Rồi, mình đặt class trước đã ha. Rồi, vô đây mình sẽ add nhanh luôn. Chấm size up. Mình sẽ có là width 100% hay 100% ha. Và background color sẽ là màu trắng, sẽ là white như thế này. Các bạn thấy nó có border tròn nữa ha, và có border shadow nữa. Thì chúng ta sẽ dùng border radius khoảng 10 pixel đi ha. Border shadow mình dùng đơn giản thôi, x0, y0. Blur là 10, cái này khoảng là 5. Rồi GBA mình sẽ dùng là màu đen đi ha. Black. Và opacity mình để khoảng là 0.1 thôi. Để nó vừa mờ thôi. Chúng ta sẽ được như thế này. Thì cái body mình chưa set hay nên là khi mình để hay 100% á, nó không có tác dụng. Mình sẽ để hay là 100V hay đi ha. Tức là full luôn cái viewport mà chúng ta thấy ở đây là 100V viewport width á, viewport hay á ha, là nguyên cái khung này luôn ha. Rồi, thì ở đây nó padding 10 rem hơi lớn ha. Mình giảm lại chút đi. Mình giảm lại một chút đi ha. Rồi, mình giảm xuống tương này à, cho nó khá giống với design một chút. Rồi chúng ta được kết quả như sau. Tiếp tục ha, mình chúng ta sẽ code vào bên trong này. Thì các bạn sẽ thấy bên trong này nó chia ra thành hai bên. Chia ra thành hai bên đúng không? Bên này một nửa và bên này một nửa. Thì bên này chỉ là cái hình thôi, chúng ta sẽ dùng IMG và mình sẽ đặt là size up image cũng được ha. Và bên trái mình sẽ đặt là size up content. Thì ở HTML chúng ta sẽ code tiếp. Bên này mình sẽ đặt là size up content. Mình dùng cộng rồi MS ha, sẽ tạo ra hai class cung cấp với nhau. Đặt là size up image đi. Ha. Rồi, cái hình mình sẽ để đơn giản thôi. À, cái hình mình sẽ để vô bên trong cái khung này luôn ha, để cho CSS cho nó dễ thôi. IMG. À, đây mình sẽ để là chấm xiệt ha, chấm xiệt rocket.jpg như thế này. Ra ngoài chúng ta xem thành quả. À, nó được như thế này, khá là to ha. Rồi, bên trái chúng ta sẽ có cái gì đây? Bên trái chúng ta sẽ có một cái tiêu đề. Mình sẽ dùng là H2 đi ha. H1 cũng được. H1 size up heading ha. Và mình sẽ điền vào chữ size up như thế này.
Đó, đừng như vậy. Rồi, chập chúng ta sẽ dùng CS xử lý sau. Ở đây có một cái đoạn chữ ngắn nữa, tức là sign up with. Ok, mình sẽ để nó là caption đi ha. Mình sẽ dùng một cái thẻ khác, giả sử là thẻ H2 đi. Mình sẽ đặt là sign up caption, cái chữ là sign up with ha. Rồi, tiếp tục. Ở đây là nó có là Google và Facebook. Giống bên này là nó sẽ dùng icon, thì nó dễ rồi, mình đây mình dùng chữ. Thì mình có sử dụng font awesome luôn ha, mình zoom lên một chút cho các bạn dễ nhìn. Đây, thì mình sử dụng font awesome cho nó đơn giản ha. Sign up with, đây là social đúng không? Mình sẽ đặt một cái class là sign up gạch social. Và bên trong này sẽ có là chấm sign up gạch social item ha. Rồi bên trong item này nó sẽ có icon, mình sẽ dùng i.fa .fa gạch Google đi ha. Mình sẽ đặt class là sign up gạch social icon như thế này. Và bên trái mình sẽ dùng cái thẻ span đặt là sign up gạch social test ha. Và mình sẽ có là chữ sign up with Google. Ok, sign up with Google. Chữ sign up viết tách ra ha. Tương tự mình sẽ có thêm một cái nữa, và chỗ này sẽ là Facebook. Sign up with Facebook ha. Thế này, mình sẽ dùng icon là FAB nó mới hiện được, tại nó là brand. Thì là phong awesome nó sẽ cung cấp là cái brand. Đây, chúng ta sẽ được như thế này. Rồi, tiếp tục ha. Chúng ta sẽ code HTML tiếp. Rồi ở video tiếp theo á, chúng ta sẽ bắt đầu CSS sau. Ở đây nó có một cái chữ phía trên và cái này Canbook, thì chúng ta có thể hiểu đây là sẽ là label. Thì khi nhấn vào cái label này thì cái này nó sẽ focus. Thì có nghĩa ở đây nó sẽ có cái ID tương với lại cái for ở đây. Thì mình sẽ code sẵn trước ha. Rồi ở đây mình sẽ có là, mình sẽ dùng một cái là form ha. Form chấm sign up gạch form. Rồi action mình không cần. Bên trong này nó có là một cái bọc lại ha, bọc, tức là một cái bọc lại cả, bọc lại input ha và label. Thì mình chỉ cần một cái div để bọc hai cái đó lại. Thì mình sẽ dùng là một đặt class là group đi ha. Sign up gạch form group. Bên trong nó có label đúng không? Mình sẽ dùng label đặt là sign up gạch form label. Và mình sẽ for tới cái gì? Mình for tới cái name ha. Và mình sẽ đặt đây là chữ name như thế này. Ở dưới nó có một cái input đúng không? Mình sẽ đặt là input class là sign up gạch form input ha. Và mình sẽ thêm một cái ID nữa, ID là name ha. Để khi nhấn vào cái name ở trên này thì nó sẽ focus. Các bạn có thể thấy ở đây, khi mình nhấn ở đây thì cái này nó sẽ focus ha. Rồi, tương tự cho cái kia mình sẽ copy ra thôi. Copy, copy. Cái tiếp theo hình như là email và cái cuối cùng là password. Mình sẽ sửa lại đây là email. Thay chỗ này sẽ là email ha, tại vì nhập vào email. Chỗ này sẽ là email luôn. Đó. Tương tự chỗ này mình sẽ để là, chỗ này mình sẽ để là password. Password ha. Chỗ này input type sẽ là password, bởi vì người ta nhập vào mật khẩu chúng ta phải để là password chứ không để test được. Rồi, ra ngoài xem thành quả chúng ta được như thế này. Tiếp tục. Ở dưới này nó có một cái checkbox và một cái chữ ha. Thì mình có thể dùng custom checkbox mà chúng ta đã làm á. Thì mình đặt tạm cho nó là sign up gạch form gạch term đi ha. Term tức là chấp nhận điều kiện á. Mình sẽ dùng input type là checkbox đơn giản thôi như thế này. Và một cái label để tạm thôi ha. Mình chập mình sẽ CSS sau. Cái chữ là I have written and read with term. Term đặt đơn giản vậy thôi, không cần phải chính xác quá. Ở dưới này nó sẽ có một cái button ha. Button mình sẽ đặt là button chấm sign up gạch form và submit đi ha, tức là để nhấn. Và bên trong này nó không có gì cả, nó ngoài một cái icon mình sẽ dùng là i.fa.a gạch angular gạch right ha. Thì nó sẽ tạo ra được một cái hình bên trong như thế này. Hình như cái này là long ha. Cái này là phải là long arrow gạch right mới đúng. Ok, nó không hiện luôn. Thôi mình dùng arrow lại đi ha, cho nó dễ. Rồi, mình sẽ được như thế này.
Khi nãy nó bị lắc. Lưu lại. Ghi ta. Rồi. Mình được kết quả như thế này, khá là ok rồi ha. Khá là giống rồi. Ở dưới này có một cái chữ là already have an account sign in. Thì các bạn có thể thấy đây là một cái chữ thôi, và cái chữ sign in này sẽ là cái link, tức là khi nhấn vào nó sẽ ra một cái form nào đó chẳng hạn, hay là một cái trang web nào đó. Thì chúng ta để đơn giản một cái đoạn chữ thôi. B ha. Already sign in. Rồi, một. Thì bên trong này có một cái link, mà cái link là thẻ A. Trong này một cái link thì là thẻ A, mà thẻ A là thẻ inline, thì chúng ta có thể để nó ở trong thẻ B được luôn ha. Như thế này. Đây, mình để là sign in. Rồi, tạm như vậy đi ha. Ok, thì trong video này mình đã hướng dẫn cho các bạn các bước phân tích và code ra cấu trúc cơ bản, và cũng như là ra cái sườn HTML cơ bản rồi. Thì ở trong video tới chúng ta sẽ áp dụng CSS và customize lại giao diện cho nó giống với thiết kế ha, và cũng như là tối ưu lại cái cấu trúc HTML một chút để cho nó hiển thị đẹp hơn và hiển thị ra kết quả ok hơn. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.